Hello mọi người, thì hôm nay Tú sẽ trở lại với cái con Adidas 62 Nitro. Thay đổi hoàn toàn từ dàn chân cho đến máy móc. Thì để mà chỉnh chu hơn thì Tú sẽ gắn hai con ốc Titan cuối cùng ở con xe này rồi Tú review cho em xem nha. Nó nằm ở vị trí vô lăng mâm lửa. Nó khác cái đầu tiên á là xe này đi hai bét phun. Một bét là phun vô hỏng xăng, một bét là phun vô cái đầu lồng. Đặng nó tốn xăng hơn thôi chứ ngoài ra thì nó cũng không có hay ho gì hết. Cái bét phun vô cái hồng xăng nè. Còn đây là cái bét phun vô cái đầu. Cái đầu này là cái bét này xuống cái đầu này. Rồi hai cái này nó nếu mà bình thường thì nó chỉ có một cái thôi. Nếu mà muốn đi hai cái này là phải đặt cái T. Cái này là cái T. Cái T đặng nó chẻ ra hai bên là mình vừa phun được cái đầu mà mình vừa phun được cái hồng xăng. Nên nó tốn xăng gấp đôi. Để tăng cái độ sáng của cái xe này hơn á thì tụi em tẩy hai cái lốc máy nó với tẩy cái thắng với tay côn là tẩy nó cho nó bóng lên chứ ngoài ra là tụi em không xi nha. Tại vì xi thì sau này mà cái nước nitro mà nó có chảy ra mà nó dính vô đây thì nó bệt bệt thấy ghê lắm. Thì nhắc lại cho anh em kỹ hơn về cái xe này thì nó mang cho mình một cái máy là 62 zin zin lồng CNC, đầu vẫn là CNC và kèm theo đó là một cái set bô STB Titan full set. Thì cái máy này tuy nó 62 zin zin vậy thôi nhưng mà hả, em nói thiệt với anh là leo lên là chạy là sanh bệnh luôn. Chạy mà phải nói một cái cách là không bao giờ mà có chiếc nào sướng hơn chiếc này nữa. Tuy nó 62 zin zin thôi chứ nó chạy ớn ăn lắm. Sao mày chạy vội luôn hả? Chưa. Thì trong một đợt mà anh em mình có đi 2K tham gia giải á, thì lúc đó là xe không thắng. Nên anh Tường thì cũng có hơi xui chút xíu là vô bao cháu nằm. Nên thì về đó thì quyết định kỹ hơn là gắn thắng vô. Đằng sau này không có vô bao cháu nằm nữa. Thì gắn thắng này vô thì chúng ta phải đổi qua một cái đùm. Cái đùm mới là đùm phay. Kèm theo đó là một cái má đùm phay thái đi liền với cái đùm phay thái này. Và để đổi một chút xíu phong thủy hơn một chút xíu nữa là kèm vô phối lại là không có đi nền màu đen nữa mà đi nền màu đỏ đô. Kèm theo cây phuộc màu đỏ luôn. Hẳn cho nó hên hên lên chút xíu mà em thấy hôm nay thì chưa hên gì mấy. Mà cũng sắp rồi. Nếu mà năm nay cũng hên thì qua năm sau hên thôi. Thì cái size niền của cái chiếc xe này á là niền trước là 1.1, niền sau là 1.3, còn size vỏ á, là vỏ trước là 45-90, vỏ sau là 60-75. Nên nó nhỏ xíu rồi, nó như là cái bánh xe đạp vậy. Thì bắt buộc cái con heo Nexin này á là nó bắt buộc phải đi với cái vỏ phuộc. Cái vỏ phuộc này dành riêng cho nó. Cứ đi con heo này là phải đi cái vỏ phuộc này. Chứ ngoài ra mà mấy nhiều khi đi cái vỏ phuộc khác thì chế cháo gì mình không biết. Nhưng mà cái này thì bắt buộc phải đi với cái này, với một cái bát CNC riêng của nó, nhìn nó liền hơn. Thì xe này thay đổi cái thông số của nhông sinh dĩa là đằng trước là 15, đằng sau là 33. Và kèm theo để cho mấy cái chiếc rác này nó chống bị đứt sên hay là giãn sên thì tụi em thay cho nó một cái cọng dây sên tên là TDR, dây sên chống đứt với chống giãn. Thực ra cái dây sên này là nó có màu như thế này luôn, chứ không phải là mình sơn hay là xịt lên gì hết. Nó là như vậy, nguyên zin nó vậy. Chống đứt với chống giãn chứ nó không chống xét. Xét rồi. Thì bây giờ mình sẽ nổ máy lại cho anh em nghe. Thử là hồi lúc nó một kim nó nổ ra sao, rồi bây giờ hai kim coi nó nổ coi nó có khác biệt gì không nha. Đợi mình lại lấy cái thùng xăng cái. Thì tại vì cái xăng này á thì lúc nào cái nhiệt độ nó cũng phải cho nó lạnh, chứ để nó nóng quá là nổ không được. Nên mình phải đem nó đi ngâm nước đá lắc xê. Xăng sạp nha mọi người.
Đợi Tú Ghim dắt vô nha. Đợi Tú mở công tắc lên nha. Đợi Tú đi xin phép hàng xóm cái nha. Cảm ơn anh em đã xem hết clip của mình. Nhớ thấy hay thì để lại một like, một share, kèm theo đó một comment ký tưởng gì đó hay ho. Thì sau khi hết cái clip con rắc bên đây thì clip sau mình sẽ làm con rắc bên đây. Cảm ơn mọi người, nhớ đăng ký nha. Thì ngoài ra thì từ trên đây hoặc là xuống đằng sau thì hồi nãy giờ có cái gì mới thì tôi nói cho anh em biết thôi, còn bao nhiêu thì nó cũng nhờ như cũ hết. Tại vì đồ nó xài ok, nó xài vô xe, nó phát ra lực xe được thì mình cứ để nó lại thôi. Còn mấy cái đồ nào mà nó xui xui thì mình bỏ đi.